Hello, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình ngồi đây và mình chia sẻ một câu chuyện của hai vợ chồng mình đến cho tất cả mọi người nghe. Và mình biết là có một số anh chị em có gửi tin nhắn đến cho mình là bảo là mình ơi, hãy chia sẻ về cái chuyện của em và ông xã em quen nhau như thế nào và cảm giác khi quen cái người lớn tuổi ra sao. Thì mình ngày hôm nay mình ngồi đây và làm video này gửi đến tất cả những người nào đó đã yêu thương mình trong suốt thời gian qua và cũng như là những sự quan tâm của mọi người đã dành cho em. Bắt đầu câu chuyện là em sẽ kể cho tất cả mọi người nghe là lý do tại sao là em lại chọn ông xã mình. Thì mọi người cũng biết á, là cái con gái mình á, khi mà lớn lên thì sống chung với ba mẹ thì ai cũng muốn trong cái cuộc sống của mình chọn được một người đàn ông họ tốt và họ có thể lo được cho cái cuộc sống của mình hiện tại và tương lai. Thì em cũng là một trong những cái trường hợp đó, em cũng là một người phụ nữ muốn là tìm được một tấm chồng có thể nương tựa cho bản thân mình và có thể giúp ích được cho gia đình. Thì họ có nhiều người họ lại nhìn ông xã em với một cái cặp mắt là nó không được thiện chí lắm, thì nói là em mê tiền mà em lấy ông chồng em. Thì cái điều đó có thật sự là đúng hay không thì ngày hôm nay em sẽ giải đáp cho mọi người biết là lý do tại sao em đã chọn ông chồng mình. Cái vật chất nó chỉ nói lên là con người đó có tài giỏi hay không, chứ nó không có nói lên cái giá trị của một con người. Và khi em chọn chồng em là em nhìn vào bản chất của ảnh và em nhìn vào cái khả năng mà của ảnh có trong cái tư duy của ảnh, chứ không có phải là em chọn vì ảnh nhiều tiền. Vì mọi người, nếu như thật sự mà mọi người có từng trải trong cuộc sống thì mọi người sẽ biết được là cái đồng tiền nó đến rồi nó sẽ đi, chứ nó không hoàn toàn nó ở với mình mãi mãi. Chỉ có những người có cái tư duy tốt và những người có được cái khả năng, người có cái tư duy tốt và những người có cái khả năng thì họ làm được đồng tiền, chứ không phải là cần có đồng tiền họ mới sống được. Và mình nhìn ở ông chồng mình có được những cái yếu tố đó, và khi mà mình sống ở Việt Nam thì mình tìm á, những cái anh ở bên Việt Nam chắc có lẽ không phải là mình không có duyên để gặp, hoặc đôi khi là họ ở Việt Nam họ hay gọi là không có cửa, không có cửa để gặp những người đó. Và đôi khi là những cái người mà mình đặt ra những cái yếu tố nó quá trời cao như vậy thì mình không có cửa giới tới những cái người đó, cho nên á mình cứ tìm mãi mà không không gặp được những cái anh mà mình vừa ý. Ví dụ như là em đặt yếu tố ra thì cái quan điểm của mình, cái mục tiêu mình đặt ra đó là người đàn ông nó phải biết lo làm ăn, người đàn ông đó phải có ý chí làm ăn, nói được làm được, và người đàn ông đó phải ít nói một là một, hai là hai, chứ không phải là cứ bu bu ba 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 bu ba ba nhưng mà tới cùng làm không ra ôm ra quỷ gì hết. Là cái điều đó là thường là người phụ nữ sẽ chọn. Và thứ hai nữa là cái thẩm mỹ là nó chỉ là một cái yếu tố phụ thôi. Nếu như người đó không đẹp trai nhưng mà người đó có tài thì cái yếu tố thẩm mỹ mình vẫn có thể bỏ qua được. Thì em đặt ra những cái mục tiêu đó cho em, thì em mong người em cũng mong là cái người mà em chọn sống chung cả đời họ chung thủy với mình và họ không có gái gú, hoặc là cái người đàn ông đó phải biết quan tâm một phụ nữ và luôn là yêu thương vợ mình hơn là thích đi tìm phở ngoài đường. Thì những cái yếu tố đó là các bạn biết rất là khó kiếm. Mà một cái điều quan trọng nữa là mình muốn tìm một người đàn ông họ phải hiểu được là nhân nghĩa đạo lý như thế nào, chứ không phải là theo kiểu là cứ đạp đạp lên tất cả mà đi, hoặc đôi khi là chỉ biết bản thân mình, ích kỷ, chỉ biết bản thân mình mà không biết là tấn sinh thành như thế nào. Có nhiều người các bạn biết không, họ lấy vợ họ chỉ biết vợ thôi và họ không có muốn lo cho ba mẹ vợ hay gì hết trơn. Nhưng mà mình thì mình muốn đồng đều tất cả. Ví dụ như mình về mình làm dâu thì mình lo cho ba mẹ vợ, ba mẹ chồng, rồi ba mẹ ruột của mình nữa, thì mình phải đồng đều tất cả, chứ không theo kiểu là có nhiều người họ rất là ích kỷ, họ lấy mình họ chỉ biết mình thôi, họ không có biết ba mẹ mình là ai hết và họ không có muốn lo cho ba mẹ mình. Đó là cái điều là cô gái nào hầu như cũng muốn, nhưng mà trong cuộc sống này đôi khi là cái mục tiêu họ đặt ra nhưng mà
khi mà họ đã không có duyên nợ với một một những cái người đó thì có thể là họ sẽ bỏ qua những yếu tố đó và họ sẽ chọn những người mà họ yêu và họ lấy. Thì mình được một cái là mình may mắn là mình gặp được ông xã của mình và mình nhìn được những cái yếu tố đó trong cái con người đó. Mà về tuổi tác đó, thì coi như là mình đặt ở vế sau đi, mình xem ảnh có những được yếu tố nào để có thể bù lại cho cái khuyết điểm đó hay không. Thì mình thấy được là khi thời gian mình đi chơi với chồng mình và mình cho ảnh tiếp xúc rất là nhiều người để cho ảnh bộc lộ được cái bản năng và cái tánh tình của ảnh như thế nào, và bắt đầu mình quan sát và mình thấy được là ảnh rất ít nói, không có chịu không nói, nhưng mà khi mà ảnh hứa một cái điều gì đó là ảnh sẽ làm. Thì mình thấy cái điểm đó của ảnh, mình đánh giá cao cái điểm đó của ảnh rất là nhiều. Và thứ hai nữa là ảnh luôn luôn đi ở phía sau bảo vệ mình, và ảnh luôn nghĩ là vợ mình là một cái gì đó là trên hết vậy các bạn. Và khi mà ảnh quen mình rồi là ảnh không có quan tâm đến bất cứ ai hết trơn á, kể cả là cái người đó ngồi gần ảnh cũng không muốn nữa. Ví dụ bất cứ người nào đó họ ngồi gần là ảnh nó nói em đừng có ngồi gần anh, coi chừng vợ anh ghen hay gì đó. Thì nhưng mà thật sự là mình không có phải là ghen tới nỗi mà ghen điên khùng tới nỗi là người khác ngồi gần mà mình phải ghen khùng ghen điên lên như vậy, nhưng mà ảnh luôn suy nghĩ là vợ trước, hoặc hoặc những cái lúc mà ảnh đi chơi một mình á, ảnh đi chơi với anh của mình rồi đó, ví dụ như đi chơi với mấy anh mình thì mấy anh mình chỉ là thấy những cái cử chỉ hành động nhỏ thôi, bắt đầu mấy anh mình kể lại cho mình nghe là mấy ổng đi qua nhà ông anh mình chơi, ông anh mình nấu món ăn gì đó, cái đội nói anh gọi điện cho vợ em qua chơi với cho vợ em ăn với. Ví dụ như bất cứ cái món nào hay bất cứ cái gì đó là lúc nào cũng kêu là ừ anh ơi gọi gọi vợ em qua đi với, hoặc là ừ ngủ với vợ em qua nữa, tại vì là ừ anh chừa chút cho vợ em đi chút xíu vợ em qua chơi cho vợ em ăn. Đôi khi ổng ngồi ổng ăn một cái món hà đồ nào đó mà ổng biết là mình thích cái món đó là bắt đầu ổng sẽ chừa lên cái món đó, hoặc là ổng đi đi đâu đó mà ổng thấy được là mình thích cái món đó là ổng sẽ mua về, luôn luôn là như vậy. Và hầu như là hễ ổng ngồi nói chuyện với bất cứ ai là bắt đầu ổng ngồi ổng nhắc tới mình không à, ổng ngồi ổng nói là 1 tiếng cũng vợ em, 2 tiếng cũng vợ em, lúc nào cũng là vợ em hết trơn á. Cho nên cái mấy người đó họ nói á là tao không biết nó sao mà nó sợ mày, và không biết là có lẽ như là nó lấy được mày rồi nó trân trọng mày hay sao á, mà cứ đi đến đâu là luôn luôn trên miệng luôn luôn là vợ vợ anh vợ anh vợ anh. Và các bạn biết đó, trong cái thời gian đó mình thử lòng ổng đồ đó, mình đi chơi là mình thấy được những cái điều mà ổng bộc lộ ra là mình thấy ổng là một con người có cái lòng nhân ái rất là cao, và ảnh luôn theo kiểu là cái cách nói chuyện của ảnh là luôn hướng về cái đạo nghĩa nhiều. À, ví dụ như ảnh đánh giá một cái sự việc nào đó là ảnh thường là binh kẻ yếu cơ hơn và luôn là nổi giận với những người mà theo kiểu là hà hiếp cái người yếu thế hơn á. Và có nhiều lần á hả, cái chuyện của người ta nó không có liên quan gì tới ổng hết trơn mà ổng thấy kêu bằng xã hội gọi là gì, thấy chuyện bất bình cả tay tương trợ đó, đó là ổng đó, là y chang luôn, là ổng mà thấy chuyện gì là ổng không cần biết gì hết, ổng thấy là ví dụ như cái thằng đó quýnh cái đứa mà yếu thế hơn là ổng sẽ bay vô ổng binh trước, ổng sẽ quýnh cái thằng kia trước rồi tính sau, là cái tính cách của chồng mình vậy. Thì mình thấy được là khi mà những người mà họ có được những cái tính cách đó là họ cực kỳ đàng hoàng. Ví dụ như họ không yêu cái người đàn bà đó thôi, nếu như họ yêu và họ xác nhận người đó là vợ mình rồi thì họ có đi ra ngoài đường họ làm ăn cỡ nào đi chăng nữa thì luôn luôn họ quay về với vợ, chứ không bao giờ là để vợ mình qua một bên, luôn luôn là vợ trên hàng đầu. Những cái người mà có tính cách như vậy á mình gặp rất là nhiều trong xã hội, và thời gian đó là mình ao ước là mình có được, mình có thể nào mình quen được những cái người đàn ông như vậy hay không, nhưng mà sao trời ban cho mình là mình gặp được người đàn ông đó. Thì cái này mình không phải là mình khen chồng mình quá, nhưng mà cái đó là có lẽ là cái may mắn của mình có được, chứ không phải là mình tâng bốc ông xã mình nhiều quá. Nhưng mà những cái người mà họ có tính cách đó thì nó cũng có một cái nhược điểm của riêng nó, chứ không phải là
là mình khen nó là cái tính cách đó như vậy là tốt, mà những người đàn ông như vậy là tốt. Thì người phụ nữ thường là họ muốn được người đàn ông hoàn hảo đúng không? Nhưng mà trong một cái điểm hoàn hảo nó không bao giờ hoàn hảo cả, không, trên đời này không bao giờ có một con người hoàn hảo. Nó chỉ là bạn thích điểm đó và bạn chấp nhận cái điểm xấu của họ thôi. Thì ông xã mình cũng như vậy luôn, mà ông xã mình cũng có được cái điểm không tốt là hay cọc tánh, không kiềm chế được cái cơn nóng giận. Ví dụ như những cái chuyện gì đó rất là nhỏ là ảnh sẽ nóng giận một cách theo kiểu là giống như cơn thịnh nộ vậy đó. Ví dụ như các bạn biết, khi mà mình nóng giận thì có một cái chuyện gì đó mình mới nóng giận kêu bằng đùng đùng lên đúng không? Nhưng mà còn ông xã mình là cái chuyện rất là bình thường, đôi khi chỉ là một cái điều gì đó ông làm không dữ ý, hoặc là ông, ví dụ như ông bẻ một cái gì đó mà nó không có theo ý ông đi là ông sẽ giục chạc, ông làm rất là dữ. Cái tánh nói chung là khá là cọc, cái tánh tình của chồng mình là khá là cọc. Cho nên nó hả, mình nói là những cái con người mà họ có cái tính chung trực nhiều và những con người mà họ có cái bản năng như vậy là bắt buộc là họ phải 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 cọc tánh rồi. Cho nên mình thấy nhiều lắm, cho nên mình nói là bây giờ mình đòi hỏi, như mình đòi hỏi một con người đàn ông có những cái ưu điểm đó thì mình phải chấp nhận những cái khuyết điểm của họ. Ví dụ như bây giờ mình chấp nhận cái mình chọn cái người đàn ông là mềm mỏng, lúc nào cũng nói yêu thương, lúc nào cũng trau chuốt bản thân, hoặc là lúc nào cũng ướt át hết, thì những người đàn ông đó là họ đa tình, họ rất là theo kiểu bay bướm. Họ đi ra ngoài đường họ rất là bay bướm, họ không có bao giờ mà họ ngồi yên một chỗ mà họ yêu một người hết, không bao giờ chung thủy một người hết. Những người đó thường là họ sẽ yêu cô này xong rồi yêu tới cô kia, chứ không bao giờ chấp nhận là một vợ một chồng hết, lúc nào cũng một vợ rồi năm sáu con bồ nhí, chứ không bao giờ là chịu một chỗ hết. Và những người đàn bà mà lấy gặp những cái người đàn ông mà họ quá bay bướm, họ quá ướt át như vậy thì cái người phụ nữ nó họ sẽ khổ. Cho nên mình nói là thôi, thà chấp nhận vậy đi, là cái con người cọc tánh nhưng mà người ta trung trực, và bù lại là khi mà họ không làm cái gì thì thôi, nhưng mà họ đã làm rồi là họ làm đến nơi đến chốn. Mình rất ghét những cái kiểu người mà làm chèm chèm mà bỏ, mọi người làm theo kiểu làm ba mớ hoặc là làm trả nợ quỷ thần á, là mình rất là ghét những cái kiểu người thứ như vậy. Nhưng mà hả, mình nói là nếu như thật sự ra mà trong cái cuộc đời của mình mà mình cái duyên của mình mà gặp những người đó thì mình cũng phải chịu thôi. Nhưng mà bây giờ may mắn là mình đủ phước phần để mình gặp được cái người đàn ông tốt như vậy, thì tội gì là mình không ưng, tội gì mình không lấy. Thường á, những người họ comment họ nói là tại sao mình lại hãnh diện khi mà lấy một người chồng già, chồng xấu, vì thời gian này ông lấy vợ rồi, cái bắt đầu cái ông bỏ phế, ông nói với mình câu là anh có vợ rồi anh không cần chưng diện nữa, anh bỏ luôn. Rồi ổng lèn xèn, chứ khi mà mình lấy ổng á là ổng rất đẹp trai, cao to lực lưỡng, lúc đó là 80 mấy 90 kg, mập mạp cơ bắp rồi rất là nhiều. Rồi xong rồi á hả, các bạn biết trẻ đẹp trai lắm, mà thường là những người xưa người ta hay nói là mấy thằng đầu hói là nó khó xài lắm. Nhưng mà đúng, chính xác là những người đầu hói họ thông minh, họ khó xài, nhưng mà những người đó họ cực kỳ kêu bằng chung thủy với một cái điều gì đó. Nếu như họ đã thích một cái gì đó là họ sẽ thích chết một cái đó thôi. Cho nên mình nói là, nhưng mà cái vẻ ngoài của chồng mình rất là điển trai, khi mình gặp ổng mình ổng rất là điển trai. Và những cái yếu tố mình đặt ra là ví dụ như đẹp trai nè, rồi cao to là ổng cũng có luôn, rồi biết lo làm ăn là ổng cũng có luôn, rồi hả quen, ví dụ như quen ai yêu ai hay là đã xác nhận với ai rồi là chỉ biết người đó thôi, là ông chồng mình cũng có những cái ưu điểm đó luôn. Thì bây giờ những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra như vậy thì nó đã có rồi, thì cái điều đó là mình chọn là điều tất nhiên thôi. Và đó là lý do tại sao mà mình chọn ông xã của mình, mà ông xã của mình lớn hơn mình khá là nhiều tuổi, nhưng mà mình vẫn chấp nhận, mình cảm thấy hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình, và mình hài lòng với cái người đàn ông mà mình đã chọn.
Mình luôn cảm ơn trời Phật vì mình đã được gặp những cái người chồng của mình. Tuy là không biết là cái cuộc hôn nhân này nó có sóng gió gì trong thời gian sắp tới hay không thì mình không biết, nhưng mà đối với mình hiện tại bây giờ đối với mình thì mình cảm thấy là hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình. Vì khi mà các bạn lấy được một người chồng mà họ biết lo, họ biết suy nghĩ cho cái cuộc sống của mình thì các bạn sẽ nhẹ nhàng hơn, cái cuộc sống của mình nó sẽ đỡ mệt hơn và đỡ khổ hơn. Vì cái người phụ nữ mình đã có quá nhiều cái nỗi lo để mình phải lo rồi, mà nếu như mà mình gặp người chồng bay bướm nữa thì người phụ nữ sẽ khổ gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Cho nên đó hả, đó là lý do tại sao mà mình chọn chồng mình. Và ngày hôm nay mình lên đây mình ngồi chia sẻ với tất cả mọi người, mong là tất cả mọi người thỏa mãn được cái tò mò của mình rồi, vì lý do tại sao mà mình lại chọn một người lớn tuổi hơn mình khá là nhiều tuổi, mà có nhiều người họ bảo là mình vì tiền. Đối với một người đàn ông, họ không có tiền nhưng mà họ có cái khí chất thì đồng tiền đó sẽ trở về với họ. Cho nên mình chọn là mình chọn người có khí chất và người có bản lĩnh trong cuộc sống, chứ mình không chọn những người có tiền sẵn. Vì cái đồng tiền có sẵn thì đến một ngày nào đó nó sẽ đi, nếu như các bạn không biết làm ra thêm đồng tiền nữa. Còn những người mà họ đã biết làm ra đồng tiền, họ nắm được cái tài chính, họ biết được cái con đường, họ biết được cái cách để kinh doanh như thế nào, thì cái đồng tiền của họ sẽ luôn luôn không bao giờ bị bế tắc. Còn những người mà theo kiểu giàu, theo kiểu giàu cha giàu mẹ rồi đó, là chỉ biết ăn chơi hoặc là xài xong cái số tiền đó rồi nó bắt đầu cái sa đọa chứ không có biết làm ăn gì hết, là mình không có thích những người đàn ông như vậy. Có nhiều người thì họ nói là mình lấy chồng già chỉ để là qua bên Mỹ này xong rồi mình đá chồng mình đi. Thì nếu như các bạn nghĩ như vậy thì các bạn hãy giữ nguyên cái ý định đó và các bạn hãy chờ xem đến một ngày nào đó xem thử khi nào mà mình sẽ đá chồng mình nha. Thì chắc cũng chờ hơi lâu đó, chắc chờ chồng mình chết rồi mình mới đá không được. Chứ còn bây giờ thì một người đàn ông tốt như vậy thì mình cũng chưa có nỡ mà bỏ đâu. Và có một câu nói như vậy nữa nè, là có nhiều người họ nói là lấy chồng già có gì đâu mà tự hào mà lên mà khoe dữ vậy. Mà mình nói hả, mình không có tự hào vì mình lấy được một người già lớn tuổi hay gì hết trơn á, mà cái này mình tự hào ở chỗ là mình lấy được một người đàn ông có những khí chất tốt, mà đôi khi là những cô gái họ luôn tìm kiếm những cái người đàn ông như vậy mà đâu có đâu mọi người. Khi mà một con người mà họ có được những cái điều đó và những cái suy nghĩ như vậy á, thì một con người đó phải có được những cái thăng trầm trong cuộc sống và những cái bôn ba cái cuộc sống của họ, thì họ mới hình thành được một con người như vậy, chứ đâu có thể một ngày một bữa mà có được cái những cái tính cách như vậy. Có một số điển hình là những cô gái chân dài thì mọi người cũng đã biết rồi, có một số anh chị em những cô gái chân dài, những người mẫu hoa hậu rồi đó, thì họ cũng lấy chồng đại gia. Và những người đại gia đó là sao, cũng lớn hơn họ mấy chục tuổi. Vì mình rất thích câu nói của chị Ngọc Trinh là không tiền thì cặp đất mà ăn đó, và cái điều đó là thực tiễn trong cuộc sống hiện tại bây giờ. Cuộc sống hiện tại bây giờ là nếu như bạn không có tiền thì các bạn sẽ không là gì cả, các bạn không không là một cái hạt cát gì trong cái thế giới sa mạc này cả. Nếu như so với Việt Nam mà các bạn mà muốn một cái người đàn ông mà vừa ga lăng, vừa có tiền, vừa đẹp trai, biết làm ăn và có sự nghiệp lớn và luôn luôn tôn trọng người phụ nữ, thì các bạn phải uống thêm vài chục viên thuốc ngủ nữa, hoặc là đập nát hết cái mặt rồi đi xây lại, để đôi khi là có cơ duyên gặp được một cái anh nào đó họ có thể nhìn lọt vào mắt xanh của mấy ảnh thì mấy ảnh mới hốt về. Chứ còn theo cái kiểu mà cái tiêu chí cao như vậy thì chắc ở bên Việt Nam các bạn không có cửa vô với mấy anh đâu. Và với cái nhan sắc trung bình của Minh thì Minh hiểu được là mình đang là ai và mình đang đứng ở vị trí nào. Cho nên thôi, thà tôi chọn người ở nước ngoài, họ có được những cái tiêu chí đó và họ lo được cho cuộc sống của mình. Và
Mình biết là cái video này khi mà mình lên mình nói là vì lý do tại sao mình chọn chồng mình thì bảo đảm mình sẽ nhận cũng khá là nhiều gạch đá từ các anh. Thì cảm ơn tất cả những người nào đó yêu thương kênh của mình, đã theo dõi kênh của mình và luôn luôn ủng hộ mình, thì hãy thả cho mình một like và nhớ đăng ký subscribe của kênh của mình nếu như các bạn vẫn chưa đăng ký subscribe kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video và bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau.